chào tất cả bà con nhé. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video, đó là cho chim bồ câu Titan Thái chung thịt ăn như thế nào, hay nói nôm na là nuôi chim bồ câu đó. Tại vì nhiều người cũng nhắn tin gọi điện cho mình, đó là chim bồ câu ăn liều lượng bao nhiêu là đủ. Thì mình hôm nay thì mình sẽ làm một video cực kỳ chi tiết để mọi người cho chim bồ câu ăn như thế nào cho đúng nhé. Đây, đây là cám con cò trộn với bắp theo tỷ lệ 50-50 mọi người nhé. Tại vì chim bồ câu Titan Thái siêu thịt, mọi người nhớ kỹ, đó là nó ăn chung thức ăn với gà. Chim bồ câu thì không ăn chung thức ăn với vịt nhé, nó ăn chung thức ăn với gà và cám gà đẻ, và ăn cực kỳ nhanh đẻ luôn. Thì mỗi lần, đây là cái máng nước tự động, thì mỗi lần mọi người cho nó ăn á, thì mình cho ăn một cái này thôi. Và cái cặp nào mà nó đang nuôi con và đang nuôi nhiều á, thì mình cho thêm ít. Đấy, mọi người có thể thấy không? Chim bồ câu ăn cực kỳ ít, nhưng mà đổi lại cực kỳ hiệu quả. Đây, mình cho ăn tận mắt cho mọi người thấy luôn. Cặp này là đang đẻ nhé, đang đẻ một trứng đó. Thì ngày trong ngày hôm nay thì nó sẽ đẻ tiếp một trứng nữa. Đây, cặp này mình chỉ cho ăn một cái thôi mọi người. Đây là những cặp là đẻ hết đấy. Còn đây thì cũng đang nuôi con này. Mình thì rất thích làm video thực tế như này, tại vì làm thì nó mọi người có thể thấy tận mắt việc nuôi chim bồ câu của mình luôn. Đây mọi người thấy không? Chim bồ câu đẻ trứng này. Và trứng này thì mình sẽ lượm, mình bỏ vào máy ấp trứng nhá. Cái là đẻ là hai trứng rồi đó. Tại vì nhiều người nuôi chim bồ câu ban đầu thì họ không biết là cái liều lượng cho ăn như thế nào là đủ, cho ăn như thế nào là ít, hoặc là cho ăn như thế nào là nhiều. Tại vì cho ăn nhiều á, nó không có vấn đề nhá. Nếu mà cho ăn nhiều thì đôi khi nó bị trướng bộ diều á, và cái diều sưng u lên, nó bị khọt khẹt, nó ăn không tiêu. Còn cho ăn ít thì chim bồ câu sẽ bị suy dinh dưỡng và bị còi, và đẻ trứng rất là nhỏ. Và khi mà trứng nở ra chim bồ câu con, chim bồ câu con cũng rất là còi và không có hiệu quả. Nên là mình phải cho ăn đúng liều lượng, nó là như vậy. Nếu mà nhiều người họ nuôi ban đầu chưa quen á, thì cứ lấy cho mình cái máng nước tự động này. Máng nước tự động là chỗ mình cũng bán luôn á. Mình bán lồng, bán hệ thống nước tự động, tất cả mọi thứ luôn á. Thì anh em nào ban đầu chưa đâm được cái nắm tay á, thì mình cứ lấy cái này mình múc cho mình là đảm bảo chuẩn luôn. Một ngày á thì cho ăn hai lần. Buổi sáng thì 8 giờ và buổi chiều thì 2 giờ chiều mọi người nhé. Có nhiều người hỏi mình đó là chim bồ câu á thì bao nhiêu ngày thì tách bố mẹ được. Có những cặp thì sẽ có thể để lại để làm giống được mọi người nhé. Những cặp mình hay nói là ưu tú đó, thì mình lấy mình làm giống luôn. Thì cái nội dung này thì có lẽ là mình sẽ làm ở cái video sắp tới. Còn video ngày hôm nay thì mình chỉ nhấn mạnh một vấn đề thôi, đó là cho chim bồ câu ăn lượng bao nhiêu là đủ. Cái này áp dụng cho việc là nuôi chim bồ câu lâu hay là nuôi chim bồ câu mới, mọi người mới mua về thôi nhé, đều áp dụng như một. Đây, chim bồ câu ăn rất là mạnh. Mình cho ăn đúng liều lượng nên là tất cả các chim bồ câu của mình phát triển đều đồng đều nhau về cái kích thước mọi người nhé. Chứ không phải là mọi người đến trại của mình, mọi người thấy chim bồ câu của mình rất là to, rất là khổng lồ, rồi chắc nghĩ là ở trại bồ câu của mình chim ăn nhiều lắm, cho ăn nhiều lắm. Không phải đâu mọi người nhé. Mỗi lần ăn thì cho ăn chỉ là một cái máng múc nước vậy thôi. Chim bồ câu thì đẻ lại nuôi con hết sức tốt và hết sức bình thường. Và cặp nào mình nuôi cho nuôi 3, nuôi 4 thì mình cho thêm hơn một tí xíu thôi.
bọn mình sẽ tất cả các cặp đều áp dụng là chỉ cho một cái này thôi. Đây, mọi người thấy không? Chim bồ câu đa vàng của chim bồ câu Yên Thái này. Cặp đúng nghĩa là siêu thịt luôn. Cái này là bố mẹ nó bón cho nó thức ăn bằng sữa diều nhá. Chứ không phải là chim nó tự ăn cám đâu. Chim con nó không chưa không tự biết ăn nhá. Đây, trứng đẻ trẻ đẻ âm âm luôn. Thì mình sẽ bỏ vào máy ấp trứng. Hiện tại thì ở trại của mình thì mình có ngoài chim chim bồ câu ra, đây mọi người thấy này, chim bố mẹ đang bón cho con ăn đây. Bón con ăn bằng sữa diều đấy mọi người. Chim bồ câu con là chưa biết ăn nha. Khi mà nuôi chim bồ câu á, thì mọi người chỉ cần lưu ý cái độ đạt hay không đạt thôi. Có nghĩa là con chim bồ câu ra ràng á, khi mà nó ở cái độ ngày á, là 25 ngày á, thì nó có trọng lượng của nó đã đạt 5 lạng hay chưa? Khoảng 5 lạng trên dưới, mình nói là trên dưới 5 lạng. Nếu mà như vậy đạt được cái trọng lượng đó thì mọi người đã nuôi chim chuẩn rồi đó. Còn ví dụ như là 3 lạng, 2 lạng mà ở cái ngày đó là mọi người cần phải xem xét lại kỹ thuật nuôi của mình đã đúng hay chưa? Còn nếu mà mọi người nuôi theo cái kỹ thuật của mình thì mình đảm bảo với mọi người luôn, đó là chim bồ câu ra ràng auto là cứ 5 lạng trở lên thôi, rất là to và mình bán cũng mọi người cũng rất là thích. Vì cái việc nuôi chim bồ câu á thì dường như là mọi người hợp tác với trại của mình nhé, thì mọi người đều rất là yên tâm tại vì trại mình bao đầu ra luôn. Đến tháng mọi người nuôi được bao nhiêu chim ra làng gửi lại mình nhận hết, mình đếm số lượng con, mình chuyển khoản tiền lại tinh một cái là mọi người có tiền thôi. Nên là ở bất cứ đâu ở Việt Nam mình, tại vì đường xá bây giờ thuận lợi, hợp tác với mình đều rất là dễ. Và mình sẽ về kinh nghiệm thì mình sẽ hướng dẫn để mọi người nuôi sao cho nó hiệu quả. Còn việc nuôi chim bồ câu á thì mình cảm thấy rất là mừng, tại vì ở trại mình hiện tại tất cả hệ thống lồng, máng ăn, rổ đẻ, hệ thống nước tự động và dây luôn mình sản xuất hết. Nên chính vì khi mà mình tự sản xuất như vậy á, thì cái chất lượng lồng này mọi người xài hơn chục năm vẫn xài tốt bình thường. Chứ nhiều khi mình mua ngoài chợ á, cái lồng này á, nó rất là mỏng và chim nó nhảy rồi phân nó ỉa được vài bữa thôi là nó đã rỉ và là đã bị sập sệ rồi. Còn này tại mình mọi người thấy không, rất là vững chắc. Còn người xài là auto bền luôn. Và video hôm nay của mình đến đây thì mình đã cho mọi người thấy được cái việc nuôi chim bồ câu á. Thứ nhất, cho liều lượng ăn như thế nào.
và chim ăn cực kỳ ít nhưng mà lại rất hiệu quả. Chứ mọi người nuôi những dòng khác ăn rất là tốn, và đôi khi là cái chất lượng chim nó không được như vậy, hoặc là có ngang bằng nhưng mà mọi người đã phải tốn cái chi phí và lượng thức ăn cho chim bồ câu rất là nhiều. Thì hy vọng mọi người xem video thực tế của mình thì mọi người sẽ biết được là chim bồ câu hiện tại ở trại mình nuôi như thế nào, thực tế là sao. Và mình cũng hy vọng là kết nối được với nhiều người, hoặc là truyền đạt đi cái kinh nghiệm của mình đến với nhiều người. Và video của mình hôm nay thì cũng xin tạm dừng ở đây. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình.